Tổng hợp vị trí các bình nước pháp ở khu Plaza, khu thị trấn, khu trung tâm và khu nghỉ dưỡng. Đầu tiên sẽ là vị trí 10 bình nước pháp cổ thần long ở khu Plaza nha. Vị trí đầu tiên sẽ là phía sau của nữ hoàng thông tin nha. Tiếp theo mọi người di chuyển vào khu vực pet shop. Tại vị trí kệ trưng bày các sản phẩm pet ở bên phía tay phải thì mọi người sẽ tìm được lọ nước pháp thứ hai nè. Sau đó mọi người rời khỏi pet shop và di chuyển qua concert hall nha. Đi thẳng vào khu vực bán đồ lưu niệm thì mọi người sẽ tìm được vị trí của lọ nước pháp thứ ba. Xong xuôi rồi tụi mình cùng di chuyển ở khu vực trường học nha. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần đi thẳng vào quầy lễ tân, tụi mình sẽ thấy được một cái lọ nước pháp rất là to ở trong góc nè. Sau đó thì mọi người di chuyển vào thư viện nha. Khi mà vào thư viện thì mọi người cứ đi về hướng phía bên tay phải. Ở vị trí kệ sách cuối cùng thì mọi người sẽ tìm được lọ nước pháp thứ năm. Tiếp theo tụi mình sẽ di chuyển vào khu vực sân bóng rổ. Ở phía sau khán đài thì tụi mình sẽ tìm được lọ nước pháp số 6. Và ngay bên cạnh đó luôn thì tụi mình cần phải nhảy bắt cua một xíu thì sẽ nhặt được lọ nước pháp số 7 nè. Tiếp tục mọi người di chuyển vào khu vực game zone nha. Ở khu vực tầng 2 của game zone thì mọi người chỉ cần di chuyển tới vị trí của chú vịt màu vàng thì sẽ lấy được lọ nước pháp số 8 nè. Xong xuôi rồi thì tụi mình cùng tiến thẳng ra bãi biển thôi. Ở vị trí dưới cây dù màu xanh nước biển thì mọi người sẽ tìm được lọ nước phép số 9. Và lọ nước phép cuối cùng thì mọi người chỉ cần đi ra phía sau của cái khu vực những chú rồng sự kiện thì sẽ nhặt được nha. Tiếp tục sẽ là vị trí 10 bình nước phép ái tình long ở khu trung tâm nè. Vị trí đầu tiên mọi người chỉ cần di chuyển về phía bên phải ở khu vực hồ nước khu trung tâm là sẽ thấy được nha. Sau đó thì mọi người đi về phía bên trái ngay chỗ quầy bán hoa thì tụi mình sẽ lấy được cái bình số 2 nè. Sau đó từ quầy bán hoa mọi người đi ngược về phía sau qua bờ bên kia của kênh nước ngay chỗ máy bán hàng tự động á thì sẽ tìm được bình nước thánh số 3 nha. Sau đó mọi người di chuyển về phía của tháp quà tặng nha. Ở vị trí bảng của các nhân vật Sanrio thì tụi mình sẽ tìm được bình nước thánh thứ 4 nè. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng di chuyển đến khu vực khách sạn nha. Tại vị trí hồ nước trong phòng xông hơi khách sạn chỗ mà tụi mình hay câu cá sự kiện á mọi người thì ngay chân của bức tượng Cinnamoron tụi mình sẽ tìm được cái lọ nước thánh số 5 nha. Xong rồi thì tụi mình tiếp tục di chuyển lên tầng 2 của khách sạn nè. Mọi người chỉ cần đi vào phòng Kuromi và đi về phía đầu giường thì sẽ tìm được bình nước thánh số 6 nha. Xong xuôi rồi thì tụi mình rời khỏi khách sạn thôi nè. Từ cổng khách sạn thì mọi người di chuyển về bên phía tay phải. Ở khu vực hồ bơi khách sạn thì mọi người leo lên cái chỗ có cái bậc nhảy cao cao nha. Tại vị trí cao nhất của bậc nhảy thì tụi mình sẽ lấy được bình nước thánh số 7 nè. Tiếp theo tụi mình sẽ di chuyển vào khu vực sân bóng nha. Ở khu vực hàng ghế khán giả thì tụi mình sẽ tìm được bình nước thánh số 8. Xong rồi từ sân bóng tụi mình sẽ phi thẳng qua siêu thị luôn. Khi vừa vào siêu thị thì mọi người cứ đi về hướng bên phía tay phải nha. Ở chỗ lấy giỏ đựng hàng thì tụi mình sẽ tìm được bình nước thánh số 9 nè. Cuối cùng thì tụi mình chỉ cần đi ngược về phía tay trái ngay chỗ cái quầy gói hàng trong siêu thị thì tụi mình sẽ lấy được bình nước thánh cuối cùng nè. Tiếp theo sẽ là vị trí 10 bình nước phép băng cổ long ở khu camping. Thì mọi người di chuyển về phía bên tay trái nha. Trên đầu cục đá to chỗ bác thợ mỏ thì tụi mình sẽ lấy được bình nước phép đầu tiên nè. Sau đó mọi người di chuyển tới cổng của khu leo tháp thì sẽ tìm được bình nước phép thứ hai. Từ cổng của khu leo tháp thì mọi người cứ nhìn ngược về phía sau. Ở cái khu bắt cua bằng gỗ, mọi người chỉ cần nhảy lên một xíu là tìm được bình nước phép thứ ba rồi nè. Xong xuôi rồi thì cùng di chuyển qua khu vực quầy kẹo dẻo marshmallow. Ở đây chúng ta sẽ tìm được bình nước phép số 4. Tiếp theo mọi người di chuyển đến khu nhà nghỉ ở camping. Mọi người đi ra phía sau đằng sau cái liều tím tím này nè thì sẽ thấy được bình nước phép số 5 nha. Sau đó thì mọi người vòng ra ngoài phía trước và đi vào trong nhà. Ở cái bàn chính giữa bên phía tay phải thì tụi mình sẽ tìm được bình nước phép số 6 nè. Sau đó thì tụi mình sẽ di chuyển qua khu vực cây ước nguyện nha. Khi vừa qua cầu thì các bạn chỉ cần nhìn về phía bên tay trái sẽ thấy được bình nước phép số 7 đang nằm ở bên dưới bụi cây nha. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực trên đồi, chỗ hai cái ghế ngồi ở bên đống lửa trại, tụi mình sẽ tìm được bình nước phép số 8 nè. Tiếp theo tụi mình chạy xuống cái phần đồi thấp hơn một bậc. Ở trong góc của túp lều màu cam tụi mình sẽ tìm được bình nước phép số 9. Và cuối cùng là ở khu vực thác nước. Mọi người chỉ cần đi lại gần thác nước và nhìn ở góc bên phải là sẽ thấy được bình nước phép băng cổ long cuối cùng nè. Cuối cùng là vị trí 10 bình nước phép tinh vân ở khu nghỉ dưỡng. Vị trí của lọ nước phép đầu tiên mọi người chỉ cần chạy thẳng vào bàn lễ tân là sẽ thấy nè. Tiếp theo mọi người di chuyển ở khu vực lửa trại có dãy ghế sofa ngoài trời là sẽ tìm thấy lọ nước phép số 2 nha. Từ vị trí này thì mọi người di chuyển về phía bên tay phải, chạy qua khu vực có 4 căn phòng resort nha. Ở căn phòng đầu tiên bên tay trái thì mọi người chỉ cần đi thẳng ra ngoài ban công là sẽ tìm thấy lọ nước phép số 3 nè.
Sau đó mọi người rời khỏi căn phòng này và đi xéo lên một xíu ở cái căn phòng số 2 đối diện, sẽ lấy được lọ nước phép số 4 nha. Sau đó mọi người cứ men theo con đường và trở về khu đất liền. Mọi người cứ chạy hẳn mọc ở phía sau và nhớ để ý bên phía tay trái nha. Khi nào mà mọi người thấy có một cái hòn đảo có cái mỏ neo như thế này thì mọi người sẽ di chuyển ra khu vực hòn đảo đó nha. Từ vị trí hòn đảo tụi mình cứ đi hẳn ra khu vực có tàu đắm nè. Tại đây thì tụi mình sẽ thu hoạch được lọ nước phép số 5 nha. Tiếp tục sau khi vào bờ thì mọi người cứ tiến hẳn đến quầy nước ép của Juicy nè. Ngay ở trên quầy luôn tụi mình sẽ tìm được lọ nước phép số 6. Và từ vị trí quầy nước luôn mọi người chỉ cần đi xéo ra một xíu sẽ lấy được lọ nước phép số 7 ở vị trí cái bàn cạnh hồ bơi nha. Sau đó mọi người tiếp tục đi men theo con đường và đi về hướng phía bên tay trái nha. Ở đây sẽ có một cái phòng suite đơn. Mọi người chỉ cần đi hẳn ra khu vực ban công ngoài trời ngay bên cạnh cái hồ bơi luôn là sẽ lấy được lọ nước phép số 8 nè. Lọ nước phép số 9 tụi mình sẽ lấy được ở cái quầy câu cá nha. Xong rồi, từ quầy câu cá mọi người cứ tiến thẳng ra cái hòn đảo có cái rương. Tại đây tụi mình sẽ tìm được lọ nước phép tinh vân cuối cùng nè. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để giúp Son có động lực ra thêm nhiều video mới hơn nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. See ya.